Hello, đây là Vẽ Tranh Vẽ Chuyện và mình là Sao đây. Có bao giờ mà bạn nghe ai đó nói với bạn là ồ, mày vẽ đẹp quá à, chắc mày có nhiều hoa tai lắm ha. Hoặc là ồ, em khéo tai quá à, chắc là em có nhiều hoa tai lắm. Nghe nó giả trân ha. Kiểu lúc mà còn nhỏ khi mình nghe những cái câu đó thì mặc dù không biết hoa tai là cái gì đâu, nhưng mà mình nghĩ là ồ, ra là những người vẽ đẹp hoặc là những người khéo tay thì họ sẽ có rất nhiều hoa tai. Mình còn nhớ cái năm lớp 5 khi mà mình đang ngồi sinh hoạt cuối tuần ở dưới sân trường, mấy đứa bạn của mình nó mới hỏi là ê, mày có bao nhiêu cái hoa tai vậy? Tại vì nó thấy mình cũng hay vẽ ở trong lớp á, cho nên là nó lại và nó hỏi. Thì mình cũng không biết hoa tai là cái gì. Cái nó mới bảo là đâu, để tao xem. Thì mình cũng xòe tay ra cho nó xem. Mà nó soi hết cả 10 đầu ngón tay của mình và nó bảo là ủa, sao lạ vậy? Sao mày không có cái hoa tai nào hết trơn vậy? Mà thì bàn tay của mình không có một cái hoa tai nào cả các bạn. Đến tận bây giờ thì mình vẫn thường hay nghe câu là ui, vẻ đẹp như thế này thì chắc là có nhiều hoa tai lắm, khéo tai như thế này thì chắc là cũng phải 10 hoa tai. Hoặc là ui trời ơi, tao có 3 cái hoa tai à, hèn gì tao nấu ăn dở, tao chỉ có 2 cái hoa tai thôi cho nên là hả, tao không có vẻ đẹp được như mày. Ủa, rất là ngộ luôn á. Lúc mà còn nhỏ khi mình biết là mình chả có cái hoa tai nào ở trên tai thì mình đã hiểu ra một cái điều là à, hoa tai nó chả có cái ý nghĩa gì cả và nó không biết định được là bạn có khéo tai hay không hoặc là bạn có vẻ đẹp hay không. Nhiều người người ta đâu có cái hoa tai nào đâu mà người ta vẫn vẻ đẹp. Còn có những người thì họ có rất là nhiều hoa tai nhưng mà họ vẫn vẽ xấu. Lúc mà mình đi làm chứng minh nhân dân thì người ta luôn yêu cầu mình lăn tất cả 10 đầu ngón tay của mình, bởi vì dấu vân tay của mỗi người là một cái đặc điểm riêng và không có cái dấu vân tay nào giống với cái dấu vân tay nào cả. Và mình thấy chuyện này cũng rất là thú vị. Và các bạn biết không, lưỡi cũng vậy. Cái vân lưỡi của mỗi người là mỗi người sẽ có một cái dấu vân lưỡi khác nhau và không ai giống ai cả. Đó là một cái đặc điểm để mà nhận dạng. Khi mà mình lên đại học á, thì mình được học những cái lớp gọi là những cái lớp kỹ năng mềm. Ở trong đó thường là các giảng viên sẽ hay nói với nhau về cái chuyện là sinh trắc học vân tay. Không biết là các bạn đã nghe thấy chưa? Hình như là có 3-4 loại dấu vân tay, kiểu hình dáng của dấu vân tay. Và mỗi cái loại đó thì sẽ tượng trưng cho một cái nét tính cách và cũng như là tượng trưng cho một cái phong thái của con người khác nhau. Mình cũng soi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà rất là tiếc là cái da tay của mình nó quá là mỏng đi, cho nên là nhìn nó cũng không có được rõ lắm. Nhưng mà có một cái điều mà mình thấy là khá là đúng là như thế này. Tại vì thường đó là những cái người mà hay vẽ, và nhất là vẽ lâu năm như mình đi chẳng hạn, thường đó là cái da tay hoặc là bàn tay nó rất là mềm mại và cũng như là rất là dẻo. Nhiều khi là vậy, tại vì cá nhân mình thì mình thấy là đi ra đường ai cũng bảo là ui, con này chắc ở nhà chẳng phải làm việc gì đâu, cứ nhìn tay nó kìa, kiểu mềm mại, xong rồi không có dấu vết chai, xong rồi thì nói chung là nhìn là biết là tiểu thư á các bạn. Ui là trời, nhưng mà đâu có đâu. Theo thói quen công việc của mỗi người sẽ có một cái đặc điểm nó mang cái tính công việc. Ví dụ như là những người làm việc tay chân thì thường là sẽ cơ bắp sẽ lực lưỡng mạnh mẽ và cũng như là lực tay lực chân rất là cao. Còn những người mà làm công việc nhẹ như mình nè, ví dụ như là mình thì mình chỉ vẽ tranh, quay video rồi làm những việc linh tinh thôi, thì thường là tay chân của mình nó rất là mềm và nó lan man một tí. Nhưng mà ý của mình là không phải ai cũng có những cái dấu hoa tai cả, và cũng như là hoa tai nó cũng chả có liên quan gì tới cái việc vẽ đẹp hay là vẽ xấu. Nếu như mà bạn càng là dân vẽ thì chắc chắn là các bạn sẽ càng hiểu cái câu đó nó hơi phi logic một xíu, đúng không? Theo mình nghĩ thì một người có vẻ đẹp hay không hoặc là một người có năng khiếu vẽ hay không thì sẽ do cái tư duy và cái con mắt nhìn nghệ thuật của họ, và cũng như là nỗ lực rèn luyện phấn đấu ở trong quá khứ và cả tương lai sẽ quyết định xem là họ có thể vẽ và cũng như là phát triển thiên hướng về nghệ thuật hay không. Nếu như mà các bạn có để ý thì sẽ có hai loại người, kiểu như là một bên thì sẽ thiên về thiên hướng nghệ thuật, còn một bên thì sẽ thiên hướng về tư duy lý trí. Thì bản thân mình thì mình nghĩ là mình thiên về bên nghệ thuật nhiều hơn, tại vì mình vẽ mà. Và cái khả năng làm toán cũng như cái khả năng tư duy logic của mình nó cũng dừng lại ở cái mức gọi là đọc hiểu bình thường và cũng như là nói chuyện rành mạch lưu loát thôi, chứ nó cũng không phải là một cái đứa mà có thể tính toán nhanh được. Mình hay nói đùa với mấy đứa bạn của mình là mỗi tháng đóng tiền bao nhiêu á thì phải lấy điện thoại để mà chia tiền ra, sau một cái buổi đi chơi phải cộng tiền lại thì lại rút ra cái điện thoại để cộng tiền, trong khi tất cả đều là học đại học ra mà chẳng có đứa nào có thể làm một cái phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản cả. Khi mà mình đi học mình cũng thấy là có những người họ rất là nhanh nhạy với lại những cái đồ điện tử, ví dụ như là mình, hoặc là sẽ rất là nhạy về cái chuyện giao tiếp với người khác, kiểu như là nói chuyện thì rất là trơn tru mượt mà. Còn với mình thì đưa mình một cái đồ điện tử mình có thể khám phá và mình có thể dọc mình xài nó thì mình có thể mình biết làm và mình có thể học sử dụng nó một cách nhanh hơn. Còn một số người thì lại mù tịt trong khoảng công nghệ, hoặc là một số người thì có khả năng giao tiếp khá là ba chấm, kiểu như là nói năng thì đôi khi là không có rành mạch và cũng như là ngại giao tiếp, cũng như là khi mà nói ra một câu chuyện thì nhiều người lại không hiểu.
Một cái chuyện mà nó tào lao nữa đó là những cái người vẽ đẹp hoặc là những cái người khéo tay thì thường có cái chữ viết đẹp. Mình nghĩ là không đâu nha. Cá nhân mình là một người vẽ đi, nhưng mà chữ viết của mình nó thất thường lắm và nó rất là hay thay đổi. Chữ viết của mình không bao giờ được gắn liền với chữ đẹp luôn á, trừ cái hồi cấp 1 lúc mà mình tập viết vở sạch chữ đẹp á, thì lúc đó thì coi bộ nó còn có thể nhìn vừa mắt được đi. Nhưng mà càng lớn cái chữ viết của mình nó càng ngoạc ngoạc và nó càng giống như cua bò mà đến nỗi mà không có ai đọc được luôn á. Nhiều người lúc mà gặp mình á và thấy mình vẽ thì thường là sẽ nghĩ là à, cái chữ viết của nhỏ này chắc là nó cũng không tệ đâu ha, tại vì nó vẽ được mà, chắc là chữ viết của nó cũng đẹp, nó cũng viết giống như là mấy cái nghệ thuật thư pháp viết tay nữa các thứ, chắc là cũng đẹp lắm. Nhưng không nha, mình viết rất là xấu, mình viết rất là ngoằn ngoèo luôn, kiểu tóc ký các bạn. Từ lúc mà mình lên đại học á, thường á thì mình rất là ít viết bài, và cũng như là lên đại học cái ngành của mình thì chỉ chuyên về vẽ may và thiết kế thôi, cho nên là cái việc mà viết chữ nọ thứ thì đôi khi nó cũng không cần thiết lắm. Và khi đến bây giờ ra trường rồi thì mình lại càng không viết chữ hơn nữa, và nếu như mà mình có viết thì cũng chỉ có một mình biết là mình đang viết cái gì thôi. Còn may là mình còn biết cái chữ đó là mình đang viết cái gì nha. Còn không á hả, là chắc mình cũng bó tay với cái chữ của mình luôn á. Chữ của mình á, nó cũng hay một cái kiểu giống như là phong cách vẽ của mình các bạn, nó hay thay đổi. Hôm nào mình vui á thì mình viết chữ một kiểu, hôm nào mình buồn thì mình viết chữ một kiểu, buồn ngủ thì viết chữ kiểu khác nữa. Mà nói chung là viết mà mình đọc được là được. Mà những cái người mà mình quen á, mình thấy là đa số là kiểu càng lớn thì cái nét chữ nó sẽ càng khẳng định nét chữ nét người mà các bạn. Mà cái chữ viết của mình bây giờ nó như là con dung quằn vậy á, nó không có ra một cái gì hết. Trong phòng của mình á thì thật sự là mấy đứa bạn của mình nó viết chữ còn đẹp hơn mình luôn á, và mình là cái đứa mà viết chữ xấu nhất. Mà hôm nào mà mình vui thì mình còn nắn nót mà mình viết nha. Còn hôm nào mà mình tóc ký á, mà mình phải ghi chép nhanh á, hoặc là mình note lại những cái gì đó rất là nhanh á, thì nhìn chả ra làm sao cả. Nó như mấy con giun đang bò trên hàng chữ, mà nhiều khi là cái chữ của mình nó không thể nào mà nó viết thẳng hàng được. Nó cứ lên xuống như một cái đường cong parabol vậy, chứ nó không thể nào mà nó đi thẳng một cái đường đàng hoàng như người ta được luôn á. Lười nhắn tin và cũng như là lười viết chữ lắm. Đa số là mình sẽ thường là mình sẽ nói chuyện, mình sẽ giao tiếp để mà cái câu chuyện nó nhanh hơn, chứ đợi mình viết ra hoặc là đợi mình gõ chữ thì có thể là để năm sau đi. Một cái nữa là mình rất hay viết sai chính tả, cực kỳ nhiều luôn. Mặc dù trình độ đại học nhưng rất hay viết sai chính tả, và đôi khi là chữ cố gắng mình không biết là có nên thêm g hay là không thêm g vào nữa. Ngày xưa mình rất là hay bị bắt lỗi chính tả về cái chữ cố gắng đó. Mình cũng chả hiểu mình bị làm sao đấy. Cho mình mỗi khả năng nói thì người ta sẽ lấy đi của mình cái khả năng viết vậy các bạn. Mình nghĩ là vậy. Cho nên là không phải là cứ có cái tài năng về cái gì thì nó sẽ đi đâu nó kéo theo những cái khác đâu nha. Mỗi người thì có một cái thế mạnh riêng, cho nên là mình nghĩ là không phải là cứ phải theo một cái định hình gì đó thì mới có thể quyết định được là cái này là đúng, cái này là sai, hoặc là có năng khiếu về cái này, có năng khiếu về cái kia. Tốt nhất là mình nên dành thời gian để mà tìm hiểu về bản thân mình, xem là mình thích cái gì, sở trường của mình là gì, và mình có thể làm gì để giúp ích cho đời, và cũng như là giúp cho mình có những cái nhiệt huyết, có những cái niềm vui, những cái sở thích nhiều hơn trong cuộc sống này, để làm cho mình phấn đấu hơn và tốt đẹp hơn. Mình nghĩ là vậy. Video hôm nay thì sẽ đến đây thôi, và nghe mình kể thêm nhiều câu chuyện khác trong vẽ tranh nhiều diện tập sau nha. Bye bye.